Han So-hee và sự sụp đổ hình tượng, càng nói càng thấy sai, bị khùi chuyện bóc phét, không nghe lời công ty, chỉ trích Hae-ri, trách bạn trai chỉ biết im lặng, từ hình tượng nữ cường, vừa khó vươn lên, này nhắc tới Han So-hee, người ta chỉ nhớ đến lùm xùm tình ái cùng những hành động thiếu chuẩn mực của nghệ sĩ. Midaily đưa tin rạng sáng ngày 29 tháng 3, Han So-hee đăng tâm thư, tiếp tục phủ nhận ngoại tình với Ryu Jun-jeol. Cô cho biết quen sau Reply 1988 vào đầu tháng 11 năm 2023, khẳng định quan hệ giữa cả hai không phải transit love. Họ, Ryu Jun-jeol và Lee Hae-ri đã chia tay vào năm ngoái, đã nói lời chào cuối cùng trong việc chúc nhau hạnh phúc và sức khỏe. Tôi viết câu này không nhằm mục đích tiết lộ lịch sử tình yêu của cá nhân nào cả, nhưng tôi không phải người phụ trách việc thông báo chia tay được viết trong lời xin lỗi của bạn. Sau khi viết, nữ diễn viên cũng bày tỏ thất vọng vì Jun-jeol im lặng trong vụ ồn ào, khiến cô bị gắn mác transit love. Tôi viết ra những điều này bởi vì không muốn mình cứ nói một chiều, trừ khi tôi là kẻ ngốc, và tôi không muốn khiến cho những người hâm mộ, ủng hộ tôi cũng như giám đốc điều hành, nhân viên của công ty tôi bị tổn hại. Cô tiếp tục, Han So-hee sau đó chỉ trích dòng trạng thái gây tranh luận của Lee Hae-ri. Cô nói, người yêu cũ có bạn gái mới thì có gì thú vị, tôi không thể hiểu ý đồ bài đăng ấy, nó đâu khiến người ta mong ngóng điều gì, ngược lại chỉ khiến mọi người nghĩ đó là dòng trạng thái mỉa mai và hướng vào mối quan hệ mới của người cũ sau 4 tháng chia tay. Nữ diễn viên tò mò câu nói thật thú vị của Hae-ri thực sự mang ý nghĩa gì, bởi cô nhận được quá nhiều suy đoán và bình luận khó nghe từ phát ngôn này. Trong tâm thư, So-hee chỉ trích Antian đăng bài về cô nhưng không kiểm chứng sự thật, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người bị tổn thương trong chuyện này. Sau 10 phút, tất cả chia sẻ của Han So-hee đã bị xóa. Trước đó, sáng ngày 23 tháng 3, tờ K-pop đưa tin Han So-hee vừa bất ngờ bị tố lừa dối khán giả khi xuất hiện cùng tài tử Park Seo-joon tại một talk show trên YouTube hồi đầu năm nay. Còn nhớ trong show Han So-hee đã chia sẻ mình được nhận vào một trường đại học Pháp cách đây gần 10 năm, nhưng lại không thể nhập học do không có đủ 60 triệu won, 1,1 tỷ đồng để làm thị thực. Thế nhưng, mới đây một YouTuber đã làm hẳn video tố nữ diễn viên thế giới hôn nhân nói dối, đồng thời khẳng định cần 9,6 triệu won, 177 triệu đồng là đủ để làm visa du học Pháp. Trên các diễn đàn, nhiều netizen thậm chí đặt nghi vấn Han So-hee chưa từng được nhận vào trường đại học nghệ thuật ở Pháp. Lý giải cho những phát ngôn thiếu thận trọng của nữ diễn viên, truyền thông Hàn Quốc hé lộ Han So-hee không hề bị công ty quản lý can thiệp đời tư. Theo nguồn tin, Han So-hee rất biết ơn 9ATO Entertainment giúp đỡ, lăng xê cô thành ngôi sao nhưng mối quan hệ giữa họ chỉ thuần túy công việc. Han So-hee không nghe bất kỳ lời khuyên nào cho đời sống cá nhân và cũng không chấp nhận chuyện công ty can thiệp vào đời tư. Sự nghiệp Han So-hee đang thấm đòn vì những ồn ào tình ái. Cô bị ngân hàng No và thương hiệu đồ uống quốc dân không gia hạn hợp đồng quảng cáo. Sàn giao dịch ô tô đã qua sử dụng Hay Dealer và thương hiệu thời trang Fila cũng phải tắt phần bình luận quảng cáo của Han So-hee. Nhiều cư dân mạng cho rằng khả năng lớn hai thương hiệu này cũng sẽ tiếp bước, ngừng gia hạn với mỹ nhân thế giới hôn nhân. Từ những điều trên, có thể thấy rằng Han So-hee đang bị giới quảng cáo quay lưng. Hình tượng đẹp, sạch sẽ không scandal là điều rất quan trọng trong làng giải trí Hàn Quốc. Đôi khi nó còn là điều sống còn quyết định sự thành bại của các ngôi sao. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, hình tượng của Han So-hee đã sứt mẻ nghiêm trọng vì ồn ào tình ái và tuyên bố tôi chấp nhận đánh mất hình tượng.